Lê Vi Ký chương 22. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xê rằng: Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người rằng phải kiêng cử những của lễ thánh của dân Israel, dân biệt riêng là thánh cho ta, hầu cho chúng chớ làm ô danh thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Hãy nói với họ rằng: Phàm ai trong dòng giống các ngươi và trong vòng con cháu các ngươi đã bị ô uế đến gần các vật thánh mà dân Israel biệt riêng cho Đức Giê-hô-va, thì ai đó sẽ bị trút khỏi trước mặt ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Phàm ai là con cháu của A-rôn bị bệnh phung hay là bạch trược thì chẳng được ăn vật biệt riêng ra thánh cho đến chừng nào được tinh sạch. Ai đụng đến một người đã bị ô uế bởi xác chết, ai có di tinh, hay là ai đụng đến hoặc loài côn trùng hoặc một người bị sự ô uế nào làm cho mình ô uế, thì cũng phải một thể ấy. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế đến chiều tối, không được ăn vật biệt riêng ra thánh, nhưng phải tắm mình trong nước. Sau khi mặt trời lặn, người sẽ được sạch lại rồi mới được phép ăn các vật thánh, vì là đồ ăn của người. Người chẳng nên ăn một con thú nào chết tự nhiên hay là bị xé, hầu khỏi bị ô uế. Ta là Đức Giê-hô-va. Vậy họ phải giữ điều ta phán dặn, kẻo mang tội lỗi và chết chăng, vì đã làm các vật thánh nay ra ô uế. Ta là Đức Giê-hô-va làm cho họ nên thánh. Chẳng một kẻ khách ngoại bang nào được ăn vật thánh, kẻ nào ở tại nhà thầy tế lễ hay là người làm mướn cũng chẳng được ăn vật thánh. Nhưng kẻ nào thầy tế lễ lấy bạc mua về và kẻ sanh đẻ tại nhà người thì được phép ăn đồ ăn của người. Nếu con gái của thầy tế lễ kết thân cùng kẻ khách ngoại bang thì sẽ không được ăn vật thánh dâng dơ lên. Còn nếu con gái của thầy tế lễ đã quá hay là bị đẻ không có con, trở về nhà cha ở như buổi thợ còn thơ, thì nàng sẽ được ăn đồ ăn của cha mình. Nhưng chẳng kẻ khách ngoại bang nào nên ăn. Nếu ai làm ăn một vật thánh thì phải đền lại cho thầy tế lễ giá của vật thánh đó và phụ thêm 1/5. Thầy tế lễ chớ làm ô uế của lễ mà dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ai ăn vật thánh đã dâng như vậy sẽ mang tội mình đã phạm, vì ta là Đức Giê-hô-va làm cho các vật đó nên thánh. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xê rằng: Hãy truyền cho A-rôn và con trai người cùng cho cả dân Israel mà rằng: hễ người nhà Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ mà dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, hoặc của lễ khấn nguyện hay là của lễ lạc ý, hầu cho được nhận, phải dâng một con đực không tỳ vết chi bắt trong bầy bò hoặc chiên con hay là dê cái. Các ngươi chớ dâng một con vật nào có tỳ vết, vì nó sẽ không được nhận. Khi một người nào dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ thù ăn bằng bò hay chiên, hoặc dâng trả lễ khấn nguyện hay là lạc ý, hầu cho con sinh được nhận, phải không có một tỳ vết chi trên mình. Các ngươi chớ dâng cho Đức Giê-hô-va một con thú nào hoặc mù mắt, què cẳng, bị xé, ghẻ chóc hay là lát. Các ngươi chớ bắt nó làm của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va trên mặt thờ. Các ngươi được bắt một con bò hay chiên con có giò dài quá hoặc ngắn quá mà làm của lễ lạc ý, nhưng về của lễ khấn nguyện, con thú như vậy quả sẽ chẳng được nhận. Các người chớ dâng cho Đức Giê-hô-va tại xứ mình một con thú nào hòn nan bị dập nát, rứt hay là thiến đi, chớ nhận nơi tai kẻ khách ngoại bang một con sinh nào như vậy đặng dâng làm thực vật cho Đức Chúa Trời mình, vì nó đã bị hư và có tỳ vết trên mình, không được nhận vì các ngươi đâu. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xê rằng: Hễ con bò con chiên con hay con dê con phải ở quẩn theo mẹ trong 7 ngày sau khi lọt lòng, nhưng qua ngày thứ 8 về sau sẽ được nhận làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Bất kỳ bò cái hay chiên cái
các ngươi chớ giết nó và con nó trong một ngày. Khi các ngươi dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va thì phải dâng thế nào cho của lễ vì các ngươi được nhận? Của lễ đó phải ăn nổi ngày, không nên để chi lại cho đến sớm mai. Ta là Đức Giê-hô-va. Vậy hãy giữ, làm theo các điều răn ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Đừng làm ô danh thánh ta, thì ta sẽ được tôn thánh giữa dân Israel. Ta là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh, tức đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập để làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va.